Quốc Oai Hà Nội. Khố đỏ xin theo. Trọng tài chuẩn bị, ông chống trầu chuẩn bị. Chỗ này là ngồi xuống ổn định đi. Đây là keo dài nhất của địa phương. Vâng, mời hai đô vào giữa sới cho. Mời hai đô vào giữa sới. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố keo vợt vừa qua. Hà qua hai hiệp thi đấu, ông đô Nguyễn Văn Huy ở Quốc Oai Hà Nội đã nhất thắng cái giải nhất. Vâng. Thank you.
Vâng, ban tổ chức xin thông báo Đô Nguyễn Văn Huy, vâng, Khố Đỏ đã nhất thắng giải nhất. Đô Nguyễn Văn Thắng ở Quế Võ, Bắc Ninh xin theo. Trọng tài chuẩn bị. Đây là kèo thứ hai của giải nhất. Đô Khố Đỏ, vâng, đã nhất thắng, cố gắng lên, giành hai ngôi sao trên ngực, vâng. Nay có một khán giả tên là Trang ở Inox rất hâm mộ ông Khố Đỏ, nếu thắng thì anh Trang sẽ thưởng cho 200.000. Vâng, cảm ơn anh Trang. Vâng, ra ngoài rồi, mời hai đô đi vào trong sân giới. Vâng, vâng, các cháu ở chỗ đấy đấy, các bậc phụ huynh chú ý các cháu nhỏ. Vâng. Đô vào giữa sới. Ngoài rồi, vâng, chưa nhấp được. Vâng, mời hai đô đánh tiếp một hiệp nữa. Vâng, tiếp một hiệp nữa.
hiệp này mới là hiệp đậu hơi này. Vâng. Vâng, ra ngoài vạch rồi. Vâng. Mời hai đôi giải lao. Vâng. Hôm nay ông Đô Huy khố đỏ đã nhất thắng. Ông Đô thắng, xin theo. Vâng, ra ngoài rồi. Vâng. Mời hai đô vào giữa sới. Vâng. Xem lại cái dây đai. Tiếp theo cái giải nhất. Vâng. Mời hai đô chuẩn bị. Trọng tài chuẩn bị. Ông Đồ Hữu trai làng chuẩn bị vào để thay trang phục. Hiện nay có ông Đô xin theo rồi. Vâng, bà con nhiên đẹp, vâng. Vâng, để cổ vũ hai vận động viên. Vâng, hai đô. Rồi. Rồi, vâng. Vâng. Hai đô giải lao, vâng. Mời hai đô giải lao. Vâng. Vâng. Ra ngoài rồi, mời hai đô vào giữa sới đi.
hiện nay ban tổ chức tôi có nhận được một cái phần thưởng của anh Trang Vlog, có thưởng cho ông Đô Khố Đỏ. Dù thắng hay thua keo vật này là 300.000 đồng. Vâng. Ra ngoài rồi, mời hai ông Đô vào sân sới. Vâng, ra ngoài rồi, mời hai ông Đô vào giữa sới đi. Không ngốp. Vâng, ra ngoài sân chơi rồi. Vâng, đánh tiếp một hiệp nữa. Vâng, nếu không phân thắng bại lại giải lao. Hiệp nữa đi. Vâng. Vâng, không an toàn. Vâng. Hai tay ngược nhau không an toàn. Vâng, mời hai Đô giải lao. Vâng, mời hai Đô giải lao. Sái rồi. Vâng, mời hai Đô giải nhất. Vâng. Hiệp thứ ba bắt đầu. Sái rồi. Sái rồi. Vâng, mời hai Đô vào giữa sới. Vâng. Cố lên nào. Vâng, cố lên. Rồi, cố lên. Rồi. Vâng. Vâng. À, nhắc trọng tài là kéo khố vẫn được. Vâng. Thôi được rồi, không sao. Vâng. Không sao. Vâng, mời hai ông Đô vào giữa sới đi.
Vâng, mời hai đô. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo đô Nguyễn Văn Huy đã nhạy thắng của giải nhất. Vâng, đề nghị bà con. Vâng, xin mời tổ trọng tài trao cái phần thưởng của anh Trang Vlog cho ông đô Khô Đỏ. Vâng. Phần thưởng trị giá 300.000 đồng. Vâng, xin mời hai ông đô trai làng chúng ta vào sân cho. Giải nhất, đây là keo thứ 3 của giải nhất. Xin trân trọng giới thiệu ông đô Nguyễn Văn Huy đã nhị thắng giải nhất. Gặp ông đô Nguyễn Bá Dũng ở Linh Hiệp xin theo. Đấy, trọng tài chuẩn bị, ông chống trầu chuẩn bị. Vâng, đề nghị bà con cho một tràng pháo tay ạ. Vâng. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Vâng, đánh tay tư quá lâu. Vâng, mời hai đô vào giữa sới. Đánh tay tư không có miếng tiếp theo.
giống ông Un, giống ông Un. Riêng quần khố thì được, nhưng mà nó tột khố xuống sâu rồi. Vâng, nó tột tuột tay xuống sâu rồi. Chúng tôi có hội đồng trọng tài quốc gia rồi. Vâng, mời hai đô tiếp tục một hiệp này nữa. Nếu không phân thắng bại thì giải lao. Mời các đô nữ của giải nhất chuẩn bị. Ra ngoài rồi. Vâng. Mời hai đô vào giữa sới. Đô nữ chuẩn bị thay trang phục. Mời hai đô giải lao. Vâng. Hiện nay đô khố đỏ đã gắn là hai ngôi sao trên ngực rồi, chỉ còn một ngôi sao nữa thôi thì là toàn thắng. Mời hai đô vào giữa sân. Ban tổ chức xin công bố keo vợt vừa qua. Mặc dù là ông Đô Dũng đã vào thế nhưng mà không bốc được ông Đô Huy. Ông Đô Huy đã bật lại và ông Đô Dũng đã bay chân khỏi mặt đất khoảng 40 phân. Ông Đô Huy toàn thắng giải nhất của địa phương. Mời ông Xính. Vâng. Giải nhất Nam làng Dưỡng Mông, ngoài cờ của giải nhất và 6 triệu đồng tiền mặt. Vâng. Xin thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn ông Xính và cảm ơn ông Đô Huy. Cũng xin
kính mời hàng năm.